Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là pin của Lenovo Tab A5500 hay còn tên gọi khác là Lenovo Idea A8 HD đang có mặt tại Di động Cao cấp .vn. Nó rất là lớn như này. Pin của Lenovo Tab A5500 có tên mã là 1ICB3. Xin lỗi các bạn, có tên mã là L13D1B32. Dung lượng 4200mAh đang có mặt tại Di động Cao cấp .vn. Được thiết kế pin liền trong máy như này và pin rất là lớn. Do đó khi quý vị các bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến pin của Lenovo Tab A5500, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Thì tôi có mọi loại linh kiện phụ quá trình sửa chữa thay mới pin của Lenovo Tab A5500 phụ quý vị các bạn. Cũng giống như tất cả các mẫu pin khác trên Lenovo Tab thì pin Lenovo Tab A5500 được bảo hành chính hãng dài hạn tại Di động Cao cấp .vn. Đối với khách hàng ở xa không điều kiện đến với Di động Cao cấp .vn, quý vị các bạn có thể liên hệ 024 66 750 99. Chúng tôi sẽ ship pin của Lenovo Tab A5500 đến tận địa chỉ khách hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được pin, quý hàng thanh toán tiền cho bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về pin cũng như dịch vụ sửa chữa khắc phục các lỗi sự cố trên điện thoại kiêm máy tính bảng Lenovo Tab A5500, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại Di động Cao cấp .vn. Mọi thắc mắc thêm xin vui lòng liên hệ trực tiếp 412 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội. Xin cảm ơn quý vị các bạn.